Phật thương chúng không đành ngồi ngo, gọi con vào chỉ rõ nguồn cơn. Sắp ngày đáo hải di sơn, do cơ di dịch tuần quần mà ra. Nhân di vật thiết tha tha thiết, khắp hoàn cầu chém giết lẫn nhau. Thấy nằm giường thể núi cao, mau trôi ngập đất khác nào nước dưng. Cảnh đói khát quỷ thần cũng khiếp, sự oán thù trời đất phải kinh. Có nhiều thứ bệnh phát sinh, lương y đều phải ngồi khoanh mà nhìn. Khổ với thảm muôn nghìn sai tới, dân khắp trong thế giới chịu chung. Lòng người càng lúc càng hung, nạn tai càng nổi khắp cùng chưa thôi. Nạn đến đổi nhà vôi nhà gạch, bị tan ra bụi cát mịt mù. Do lòng người chẳng chịu tu, mới ra lắm cuộc tham sầu đó đây. Việc đã hiện có ngay trước mắt, chớ phải đâu xa sắc khó tri. Tại người không chịu xét suy, hoặc là đã hiểu ngỡ đi không cần. Vậy con ráng khuyên lần chót hết, nếu không tu thì chết cũng ưng. Đành rằng nếu có xác thân, dù ai cũng phải một lần chết đi. Nhưng kẻ chết hồi quy cõi Phật, còn người sau lại thác ra ma. Hoặc là chết được ngợi ca, hoặc là chết để gần xa chê cười. Kẻ chết già người thời chết yêu, hoặc chết êm hoặc chịu chết đau. Có nhiều cách chết khác nhau, cũng nên lựa cách chết nào cho thanh. Chết hồn được siêu sanh cực lạc, chết để đời thường nhắc hiền nhân. Chết cho người nhớ công ơn, chết cho dân chúng thôn lân miếu thờ. Chết vì nước chết cơ phổ đồ, cách chết này không hổ với ai. Nhưng mà lòng Phật hiện nay, muốn cho người sống lâu dài như xưa. Người muôn tuổi cũng chưa tóc bạc, thân tráng cường trí rất thông minh. Trong lòng thường được tự tin, suốt đời chẳng vướng vào mình lỗi chi. Tri được mình còn tri được kẻ, cách ở ăn rành rẽ phân minh. Vừa ngay vừa sạch tấm tình, với thần tiên cũng dám kình chẳng thua. Người chẳng có chanh chua lanh xảo, biết trung trinh hiếu thảo giả thưa. Muốn này chừng được mới vừa, con mau khuyên chúng sớm trưa tu hành. Làm nhân ai lo dành phước đức, Phật sẽ dùng diệu lực đỡ nâng. Đưa cho đến lập đời tân, đi cùng chư Phật được gần ngày đêm. Lập đời mới nhà em nước tình, không nước nào thôn tính nước nào. Cũng đồng ngôn ngữ như nhau, dễ bề thân kết ngoại giao xa gần. kết ngôn ngữ khác phần tư tưởng, khiến biệt phân phẩm lượng khác nhau. Nước mình là nước phú hào, nước người là nước bào báo bằng cùng. Nước lớn nhỏ sanh lòng chấp trách, khởi lên tâm lôi phách kiêu căng. Gây nên chia rẽ thủ hằn, dắt lần đến chỗ thăng căn chiến trường. Điều này rất vô lương bất chánh, không lưu tồn đến cảnh đời tân. Vậy con khuyên cả nhân dân, muốn cho thân được sống gần cảnh ni, phải nhất quyết bỏ đi việc quay, lo làm lành dù phải nát thân. Thác đi chân quả Phật thần sống, thì được hướng đời tân lâu dài. Đời tân với bồng lai tương tự, không có người hung dữ gian phi. Ai ai cũng biết đạo nghề cảnh vui, người đẹp khác gì cõi tiên. Sông với tuổi muôn thiên dài dặn, người thường hay bay đặng khắp nơi. Cởi mây xuống đất lên trời, đi đâu cũng được không nơi ngại ngùng. Mày người người được thung dung tự tài, không ai buồn ai hại lẫn ai. Của rơi không kẻ thò tay, nhà không đóng cửa chính ngay đời này. Dù cho kẻ ngu ngây thấy mấy, nghe điều này cũng lấy làm vui. Bỏ đi cái kiếp lằn rồi, ráng tu cho được gặp hồi an cư. Chớ ngồi đợi việc hư đến nước, mới toàn lo khó được toàn thay. Gặp hùm thì cứ leo cây, gặp voi thì cứ chạy quay lòng vòng. Ngồi than mãi ắt không rồi việc, nói không làm đến chết không nên. Ngày giờ mau lẹ như tên, cũng cần tu gấp chớ nên chần chờ. Nếu đợi đến vào lờ chúng quỳ, giảng sự đều hữu hỷ nan phương. Khá tu chứ có xem thường, nay không liệu gấp sao đương không rồi. Vì lòng quá thương người hạ giới, Phật cản lời quấy phải cho tin. Vậy con hôm sớm khá dình, sau khi thức giấc cần tình người nghe. Tin thì tốt dù chê cũng mặc, nói từ bi cứ nhắc nhở luôn. Nói chi cũng chẳng hề buồn, miễn cho đạo mở rộng đường thì hơn. Ráng giúp khắp muôn dân hiện tại, được sống còn đến cái tân quân. Trừ người số định mang phần thiên tào, bối số khó dần dài thêm. Kẻ nào còn dài niên kỷ màng, ráng giúp cho đổi hạn trường xuân. Bao nhiêu lời đã vừa phân con, nên in trí chớ cơn nào rời. Ta liền cúi dâng lời vàng ngọc, hẹn từ đây chi dốc tu hành. Làm cho rồi phận chim xanh, gieo điềm cho khắp dân lành gần xa. Nuôi cao lớn vẫn là mòn lờ, lòng kéo sơn không thở nào rời. Làm cho tỉnh thức người đời làm cho cửa đảo chói ngời giường châu. Nguyện vào trận mưa dầu nắng lửa, cứu người cho đến thuở cuối cùng. Gương lành cùng Phật nêu chung, thì là mới được toại ứng lòng nguyện. Cuối xin Phật chứng minh cho trẻ, và đổ dùm khi rẽ xuống trần. Vì rằng chỉ có một thân tả song hữu, độc lắm phần khó khăn, có khác nào đường tăng tam tàng. Gặp yêu ma ngăn cản đẩy đường, không nhờ có Phật Tây Phương làm sao giải nạn trên đường thỉnh kinh. Vậy trước đây con xin với Phật, nhận thân này làm vật cúng dường, đem về đến cõi Tây Phương làm người hầu hạ bên giường từ bi. Phật rằng đáng nên ghi tâm nguyện, Phật cùng con chẳng diễn cách nhau. Lúc nào đến những lúc nào cũng là vẫn được hiệp nhau một đường. Đây là một dây cương mã trì, thắng được con ngựa ý bất thường. Phật cho con khéo cầm cương, trong khi bốn tẩu trên đường độ tha. Khi ngựa gặp phép tà cuốn gió, nhờ cương này thắng nó dễ dàng. Dù cho vượt bể đăng sang, dùng cương mã trị tất an nơi lòng. Con khéo giữ kẻo hồng bị trộm, mất đi rồi sẽ khôn dài lâu. Khó về đến chốn Kim Lâu, để mà cùng Phật chúng bầu hư vô. Ta liền niệm Nam Mô Tam Phật, chứng cho con lành vật bảo này. Trong khi dạo khắp Đông Tây, dùng cương mã trị phá khai núi rừng. Muốn đi tất nhẹ chân đi tới, muốn dừng không ngại lối trong gai. Màu thai thật rất màu thai, trong khi buồn ngủ gặp rài chiếu manh. Có phải chẳng xưa dành lâm hành, nay khiến ta được lãnh cương này. Riêng ta nhẹ góp truông mây, khắp người cũng được hưởng lấy sự màu. Bạc bài há dễ đâu mua được, vàng mười không thể chuộc cho ra. Nhiếp cầu đến hội long qua nấc thang, leo tới chính tòa Kim Liên. Chúng sanh sẽ toại nguyện kỳ chót, hoặc về thần về Phật về tiên. Lành duyên thật rất lành duyên, ai nghe đến chẳng lòng liền phát tâm. Phật cất giọng thâm trầm liền bao, được như lời ước hảo của con. Nghiệp mê sẽ được tiêu mòn, lửa bình tai khổ hết còn phát sanh. Ai cũng được hiền lành tất cả, cõi trần sớm qua ra tiên. Đâu mang ly kiếp khổ phiền, cũng không sống cuộc đảo điên lâu dài. Vậy con phải gọi ngài ba tánh, được một người phúc hạnh một người. Cuối cùng nếu chẳng nghe lời, mạng đành theo cuộc đổi dời biết sao. Giết cũng chẳng còn bao lâu nữa, biết lo xa mau sửa tốt hơn. Mở lòng làm phước làm nhân, sớm chiều cầu nguyện Phật thần độ cho. Có lòng thành khói lo Phật bò, người đành quên Phật có quên ai. Phật liền đứng dậy xòe tay, trong tay ánh sáng xẹt ngay tức thời. Sáng hơn ánh mặt trời mấy bực, mát dịu không nóng bức chút nào. Phật rằng nơi cõi trần lao, hiền nhân khi bị lâm vào nạn tai, ánh sáng này liền bay tới chầu, cứu cho người nạn khổ được qua. Dù người nát thịt tan da cũng lành mạnh lại như là khi xưa. Phật thường dùng thần cớ di diệu, kẻ khỏi nàng khi hiểu không khi không. Điện thường còn khó được trong huống là điện Phật dễ hồng thấy ư. Ánh sáng này năng trừ tà quay, trong những khi hãm hại hiền nhân. Chúng sanh từng được hộ thân, nhưng đâu mấy kẻ nào từng biết ra. Ngài lập hội long qua tại thế, ánh sáng này dành để cứu dân. Cứu qua cơn lửa bão tận, cứu khi chuyển động âm thần khắp nơi. Hiền nhân chưa dứt lời khấn nguyện, ánh sáng này liền đến bên thân. Lẽ không sức lẽ nào hơn chỉ, trong nháy mắt xa gần tới nơi. Phật cho con hiểu đời sắp biên, để tiện bời nhủ khuyên đó đây. Phật liền tay chỉ vào cây, thân cây bỗng hiện rõ nay viết trần. Nào nước dưng nào thân người chết, nào bệnh căn nào phép yêu ma, nào là sâu bắt hùm tha, nào là giặc giả cửa nhà tan hoang. Nào bom phá nổ vang trời đất, nào lửa hồng cháy lốp khắp cùng. Kẻ thì ôm chiếu ôm mùng bồng, con bê cái có đùm có đeo. Con đói khát khóc kêu đòi bừa, mẹ túng cùng thắt cổ chết đi. Cũng còn lại có nhiều khi, mẹ cha nở dạ ăn thì thịt con. Kẻ đã chết người còn thoi thóp, đến các loài gia súc không còn. Ăn luôn củ chuối củ thơm cành cây bụi cỏ không còn lá đeo. Lũ ruồi lằn đánh theo hơi thui, bay đầy đồng đầy bụi kêu reo. Nào thấy trôi tấp như bèo, kênh kênh quả quả ó diều mổ ăn. Núi nổ đá sỏi văng chồng đông, đất liền khi không bỗng nứt ra. Tự nhiên chôn sống người ta, tay đầy những tiếng khóc la kêu cầu. Nạn ách đến thần sầu quỷ khóc, từ những nơi hang hốc đâu đâu. Nơi nào cũng có thảm sầu, nơi nào thần chết cũng bâu kéo vào. Ta vừa ngó vừa lau nước mắt, nếu như vậy nhân vật còn chi. Cuối xin lượng cả từ bi, ra tay độ chúng qua khi tai nạn. Phật rằng hiện con đang xem đó, đến ngày kia sẽ có giống y. Đó là cuối hạ quân kỳ, cũng kêu là đại hội thi tại trần. Qua lúc ấy đời Tân thành lập, lão Âu Đồng hát khúc thanh bình. An nhàn nước trị người Minh, thân không bình hoạn dân tình sống lâu. Cảnh này kẻ hung đâu được gặp, toàn là người hiền đức tốt tươi. Nếu ai muốn được coi đời, cũng nên ăn ở theo lời kệ kinh. Kính Tam Bảo lo gìn ngũ giới, ăn tứ trai thường lại bốn phương. Một lòng cái ác tùng lương, lo bề hiếu tử vĩnh đường Phật nhi. Nhịn được việc quấy gì khó nhìn, làm được điều chân chánh khó làm. Việc hiền thì rất thích ham, điều hung thì giả chẳng làm chi vui. Thấy việc thiện như hồi khát nước, nghe điều hung như lúc điếc tai. Biết mình có lỗi sửa ngay, thấy người hữu đức hữu tài học theo. Thực hành được mấy điều đã nói, sẽ đáng người sống nỗi đời sau. Vậy con kiếp kiếp mau mau, ra đi khắp chốn kêu gào người tu. Ta cúi đầu dâng câu chỉ phán, Phật cho con thấy đặng sự đời. Con xin kể lại cho người, mãi ra người có tin hồi được chăng. Sự mầu nhiệm không ngần khó tỏ, không chịu tu biết thuở nào tu. Nay con như kẻ đã mù, Phật cho ngó thấy còn đâu vui bằng. Thấy nẻo khổ thấy đàn khoái lạc, cảnh giá cùng cảnh thật xem qua. Rõ ràng nơi cảnh ta bà, vừa tanh hôi cũng vừa là khổ đau. Tuổi sông ngắn còn bao nạn ách, người ở ăn tanh cách tham gian. Không ai trọn hưởng thanh nhàn, nếu càng lanh sớm là càng rảnh thân. Phật rằng đúng như con đã nói, người sớm tu sớm toại tâm thân. Xuống lên nơi cõi hỏng trần, chịu đường sanh tử chịu phần khổ lao. Bị làng sống nghèo giàu lôi cuốn, bắt đấu tranh bắt muốn hơn thua. Lợi danh lo ban lo mùa, ái tình lo hốt lo vụa giàu thân. Đi cặp với tâm trần ham hố, nào ưu sầu tay khổ muôn trùng. Mạng căng như đóa phù dung muốn ham, chưa thỏa kế chung vào hồn. Nếu để mắt mà nôm đích xác, công giả tràn xe cát biển đông. Của tiền nhiều lấp cạn sông, người yêu đứng lớp cả đồng cũng thôi. Uổng công đổ mồ hôi nước mắt, vào tình yêu vào các lợi danh. Chỉ gây lấy tội vào mình, thân không trường hưởng hồn linh đọa đài. chi bằng lấy những ngày trụy lạc, lo tìm đường giải thoát trần ai. Đem đời ngắn đổi kiếp dài, đó là biết dũng trí tài phải nơi. Kẻ thông minh hoặc người ngu dốt, cũng nên tu lần chót này đây, để xem được hội rồng mây, và trông cho biết phép tài thần tiên, kẻo bấy lâu nghe truyền lời miệng. Mắt chưa trông thật chuyện nhiệm màu, việc chưa tới bảo rằng lâu tới rồi, như xét ngang đầu khó toan. Vậy con nhớ khuyên hàng thiện tinh, rằng Phật không lời phỉnh ai đâu. Hãy mau cải hối quậy đầu, trễ qua cơ hội dễ đâu kiếm tìm. Việc hiếm có cổ kim khó gặp, gặp được nhờ cùng Phật hữu duyên. Tục phàm được quá thánh tiên, chúng sanh về Phật cùng nguyên hội này. Rớt hố thẳm được dây bìm săn, rơi sông sâu dơ đặng khúc phao. Ấy là hạnh phúc dường bao, ha không quan hỷ bước vào Phật môn. Được người mến được hồn siêu rồi, gia quý cao gấp bội của tiền. Một người đạo quả đắc thiền, lại còn cứu được cứu ở quyền siêu thân. Đó chẳng khác như thuyền một chiếc, chở được nhiều người vượt qua sông. Phải là lợi ích lớn không, chẳng lo tu niệm con hồng việc chi. Thương qua đổi mới di cơ mật, khắp thế gian nên thức cơn mê. Này con trong cái ao quê, có nhiều quả bóng ủ ê mặt mày. Nguyên nhân bởi gái trai trong đầu, tu nửa chừng dối tháo lơi ra. Nếu không sớm sửa lòng tà qua, sào đến rủi thì là hết trong. Nếu ai có được lòng quan ai, khi xem qua đều phải châu rơi. Ước sao sớm thức được người, để qua trở lại tốt tươi như thường. Phật liền chỉ vào phương gần đó, bảo rằng con nên ngó xem qua. Đúng như sự thật chẳng là hay, lời Phật nói sai ngoa với đời. Trông thấy qua nghe lời bi thiết, khiến lòng ta chi xiết ngậm ngùi. Hoa tươi xem thấy rất vui, hoa xào càng ngấm lòng ôi càng buồn. Cây đã khô cây đương xào ua, cũng có hoa nở rồi ngưng. Đúng như lời Phật đã phân, có nhiều thiện tính tinh thần đang lui. Bỗng nhiên ta nghẹn lời xá lệ, một hồi lâu không kể ra lời. Phật rằng dân vật thành thời, dễ làm cho khắp mọi người say mê. Cùng kẻ quấy theo về một lối, nếu tu hành bước thối ra xa. Đã rơi lầm kẻ yêu ma đáng thương, nên thương tiếc biết là giường bao. Kẻ đang lầm dễ nào đánh thức, bởi họ tin rằng thật trăm phần. Họ ngơ lãng việc thánh thần, chỉ lo thật tài cho thân đủ đầy. Phật thương xót kẻ này vô hạn, họ khác nào mắt sáng kéo mây. Tự làm cho tri ngất ngây, chánh đường nỡ bỏ lại quay đường tà. Hạng này chẳng phải là một kẻ, mà đã đang rất có nhiều người. Chỉ là một nhỏ mực thôi, nhưng mà có thể lan trôi ra nhiều. Họ là kẻ đem nêu gương sâu, cho nhiều người tùng dấu đi sai. Vậy con cũng khá mau tay ra công, chẳng lại bớt lấy phần nào. Tuy rằng hoa đang xào đang ùa, nếu ăn nắng hoa nở trở nên tươi. Như khi dầu thấm tim rồi, ngọn đèn sẽ được lửa khơi mạnh liền. Tâm với hoa căn nguyên vốn một, hoa cùng tâm khí cốt tương ưng. Xem qua rõ biết tinh thần đang cơn hăng hái hoặc cơn thụt lùi. Con còn bắt sụp sùi cảm động, huống Phật càng bi thống dường bao. Bị xa đọa một người nào, lòng buồn hơn kẻ trần lao thất tình. Nay gần lúc giáng sinh trời đất, càng xót thương chúng mất thiện tâm. Đời này để bị nghịch trầm, kiếp sau đọa chốn u thâm muôn đời. Ra tro bụi ra nơi cây cò, trong bụng lầy hoặc chỗ nhuốc nhơ. Ở trong thế giới mù mờ khổ sầu hơn, từ bao giờ đã mang. Chúng không thấy trước đàn nguy hiểm, nên cứ vui ô nhiễm hồng trần. Thấy người sắp bị xa chân, lòng từ mau đến dắt lần cho ra. Vậy con khá nhớ qua lời Phật, đi đó đây gọi thức chúng sanh. Không phân cấp bậc giới ranh Bắc Nam đâu, cũng chỉ rành việc tu. Người đồng loại khuyên câu nhất thầy, kẻ khác nòi giải lẽ tương thân. Giàu sang nên giúp cơ bằng, quan liêu khéo xử cho dân được nhờ. Chớ mưu việc đầu cơ hối lộ, đừng sanh tâm lan hổ hại người. Sự phận ngay ngăn tốt tươi, đáp lời dịu ngọt khi người hỏi han. Kẻ học thức giúp hàng ngu dốt, đừng buông lời cười cợt mỉa mai. Những người tuy đã lầm sai, có lời xin lỗi thứ ngay cho người. Ăn ở đúng theo lời hiền thanh, xét mình rồi xét hạnh của người. Xấu xa cùng việc tốt tươi, cả hai đều đáng cho nơi học hành. Tốt tươi thì lưu tình bắt chước, xấu xa thì biết trước lánh đi. trên đời bất luận việc chi cũng đều lợi ích nếu suy xét rành. Khéo dụng sự như anh thợ mộc, cây dài ngay đều được dùng xong. Tức là chuyến tội nên công, đổi điều quả trở phước hồng như chơi. Phật liền chỉ vào nơi Vô Đa, hiện ra thuyền bát nhã lớn lao. Hào quang chiếu rực rỡ màu, nhưng không có đáy thêm vào không mui. Phật rằng thuyền ngược xuôi trên nước, vẫn không chìm và được chạy mau. Thuyền này chừng đến ngày sau, trong khi sấm nổ nước trào dâng lên. Nó sẽ chạy khắp trên các nước, để vớt người nhân đức hữu duyên. Đem về giữ hội Hoa Liên, khỏi nơi khổ não xa miền trầm luân. Kẻ bảo ác xác thân trọng trượt, kéo lên thuyền cũng tuột chìm đi. Bởi thuyền do sức quyền vi của chữ Phật tạo, cứu nguy người lành. Phật liền chỉ vào cành bửu thọ, bỗng hiện ra tỷ hoa thần lung. Rất nên đẹp đẽ hình dung, hào quang ngũ sắc chói cùng khắp nơi. Phật rằng chừng cả trời lửa cháy, nó nuôi ra cho sắc chảy thành bùng. Tức thời tùy quả thần lung, hiện ra to lớn bao trùm hiền nhân. Khỏi thiêu xác trong rừng lửa đỏ, mát mẻ như hương gió mùa thu. Những người bảo ác không tu, đứng ngoài lòng phép dễ đâu được vào. Khắp bốn phía lửa ào phủ sát, thân tiêu ra cho mạc tức thì. Phật dụ lòng rất từ bi, cũng không thể cứu vô nghị bất lương. Khi nghiệp đến không phương đào tàu, luật trả dạy khó dấu dung ai. Vậy con khéo dụng lời ngài, để khuyên ba tánh khéo dày không tu. Lời Phật chẳng sai đâu chớ ngài, đời sắp tàn giải đại sao xong. Khá đem vàng nén bạc đồng, làm điều nhân ái trừ sống tai nạn. Kẻ bo đeo mang tiền của, chỉ hại thân đâu có ích chi. Những phường trộm cướp gian phi, bức cường lấy hết rồi thì tay không. Ân chẳng có mang lòng ích kỷ, thác sẽ làm ngã quỷ tanh hôi. Phải chăng là việc ngu đồi, vật không giữ được cứ ngồi bo. Vậy con khá bảo cho đời biết, lo tu mau kẻo việc không rồi. Tới đời đất hỡi trời ôi, đông tây nam bắc ôi thôi tưng bừng. Vật già lớn chưa từng ngó thấy, chúng dùng nhiều khi giới kinh thiên. Làm cho đất động trời nghiêng, sanh linh chết chóc muôn thiên khó lường. thấy lấp giáp Bình Dương biển lớn, máu trôi đầy khắp chốn cùng nơi. Còn chi mạng số người đời, nếu không chưởng phước khó ngồi thế gian. Phật thấy rõ mỗi đàn hư thiệt, nên dùng lời chỉ quyết chúng sanh. Khá tin để sớm tu hành cứu thân, và được đổ lành mẹ cha. Việc sắp cuối ngâm ngã sao kịp, phải quyết tâm thi thiết liền khi. Một lòng nôi chí từ bi, số đùa tất cả những gì bất lương. Nguyện một kiếp Tây phương đến chung, phá chư ma trừ hỗn loạn tâm. Quyết không chịu kiếp luân trầm, dầu sao cũng quyết lối âm giữa kề. Đã rõ biết sự mê là khổ, nên phải lo giác ngộ chân tâm. Lấp bằng các hố sai lầm, để cho kẻ mến người tầm học theo. Chớ để già ôm đeo việc ác, khiến mọi người bài bác khinh khi. Giá danh hiện chẳng còn gì, chết rồi hồn chịu lắm khi đọa đài. Đầu thai cõi trần ai đau khổ, chịu ngu khờ ở chỗ cơ nguy. Từ sanh cho đến chết đi, không ngày nào được hưởng gì sướng vui. Sống trong cảnh nặc mùi thảm khổ, khiến lắm người phúng nhổ gốm ghê. Chúng sanh vì quá còn mê, chỉ lo hiện tại quên bề vị lai. Nay sung sướng ngày mai khổ nào, mỗi oan khiến nghiệp bao không lầm. Một giây phải trả thiên trăm, cũng là tự đắc cho rằng khôn ngoan. Phật trông rõ mọi đàn chân già, rất xót thương lòng giả người mê. Làm hung tuy hiện vinh quê, nhưng sau này chịu trăm bề gian lao. Sự khổ nhục khác nào dòi tựa, ăn bám đồ kẻ mửa người chê. Càng nhìn vào cõi trần mê, lòng càng quặn thắt không hề thấy vui. Bởi thương chúng đang vùi bụi cát, lòng từ bi rào rạc lo âu. Cho nên mới dùng phép màu, gọi con về có dạy câu tu hành. Chỉ cho biết ngọn ngành thời sự, lành ra sao còn giữ ra sao. Cho con hiểu rõ âm hao, để khi thức giấc kêu gào chúng sanh. Nếu trễ ắt tan tành tất cả, cơ biến thiên sự đã định rồi. Chỉ trong một phút một hồi, năm châu nhân loại thân ngồi không yên. Ráng niệm Phật ráng hiền tâm tình, ngày hai thời cuối kính bốn phương. Đến chừng có đại họa ương, sẽ nhờ từ lực khỏi đường thiết tha. Phật chẳng nói sai ngoa khá liều, liệu cho thân khỏi chịu lao lung. Đừng chờ đến tiếng nổ đùng pháo kia, ra xác còn dùng được đâu. sao rốt hết trong bầu thế giới, có thứ ma tên gọi thọ khâu. Ở trong quả đất từ lâu chừng ni, nó mới bắt đầu thêm quay. Nó có khép biển loài biến vật, tánh thường hay đô tật khắp người. Gặp ai trẻ đẹp tốt tươi, nó làm xấu xí ra người già nua. Gặp kẻ mạnh nó đùa cho yêu, gặp tráng cường bắt chịu ốm đau. Thấy người yêu mến lẫn nhau, nó làm chia rẽ héo xào đôi nơi. Nó khiến gần những người mình chán, nó bắt xa những hạng mình ưa. Nó làm trái ngược gió mưa, gây nhiều bệnh tật không chừa một ai. Việc sắp thành nó gây cho bài, đang mừng vui nó hãy buồn rầu. Khi người đang muốn sống lâu, nó làm chết yêu để sầu thân nhân. Khiến quan trở làm dân thất lập, tướng hoàng binh chịu nhục suốt đời. Khiến người giàu trở tả tơi, hai người nghèo đến thở hơi cuối cùng. Nó khiến nhớ việc không đáng nhớ, nó xui quên việc có thể quên. Vật nào có xác có tên, nó làm cho khó vững bền dài lâu. Ai lại chẳng âu sầu vì nó không hề chừa bỏ một ai. Còn mê xác chất thúi khay, còn lòng mến tục, còn ngày nó theo. Nay nhằm lúc nạn eo khắp chầu, nó lại càng tăng độ quanh hành. Nó vào trong xác chúng sanh đục mòn, cho đến tan tành ruột gan. Không riêng kẻ thế gian bị nó, đến như loài săn cỏ côn trùng cũng đều bị nó hành hung. Làm cho khô heo ngắn ngùng số căn, nó độc ác vô ngần khó kể. Quyết làm cho cõi thế không người, nó gây lắm cuộc đổi dời. Từ nơi thể xác đến nơi tâm hồn, đời bị nó thêm dồn lắm khổ. Chỗ có người nó có nó vạn lai, bom hơi súng điện tàu bay, không trừ được nó chỉ quay hại người. Ma này kêu trời ơi đất già, nó có tài biên quá lẻ làng. Quá người để hại thế gian, vào trong tâm chúng xuôi đàn sầu ưu. Người càng dùng xảo mưu trong nó, càng hại thân chớ có thắng qua. Chỉ phương nhất niệm Di Đà, niệm cho đến Phật tái xoa đầu dạo đầu. Mùi uế trượt khắp châu thân mất, có hào quang phủ khắp cả mình. Tức là khiến nó hại kinh gian ra, không dám đến rình bên thân. Trừ được nó chắc phần đắc đạo, sẽ thắng luôn tà giáo chư ma. Được vào tấn hỏi long qua, hết già qua trẻ vốn là nơi đây. nước đã trải nhiều ngày bận đục, cô lóng hoài rốt cuộc cũng trong. Quen lâu thoái xấu mặt lòng quyết tâm trừ mãi ách, xong có ngày đã biết rối mau tay gỡ rối. Không sớm thì muộn mối cùng xuông, nghiệp trần giấy tạo luồn tuôn, khéo chừa trả sẽ trọn vuông ngày nào. Trước không tin để sao khó liều, ngày cứ đi khó kéo ngược dòng. Cuộc đời nào khắc phao bông cháy lên chốc lát, rồi hồng tắt đi cạnh giả tạm có gì đang mênh. Hãy mau tu kịp đến hội lành, nay không lánh trước tìm thanh ác, không còn dịp để mình hồi tâm. Phật e chúng xa lầm đường khổ, nên xưa nay dạy dỗ không ngừng. Nào cơ chữa trị bệnh nhân, nào là mượn lấy xác trần giáo khuyên. Kệ trên không diệu quyền trong nước, dắt hồn linh trong cuộc mộng du. Có nhiều phương tiện dạy tu hằng hà, không thể đếm tu cho cùng. Vậy con cũng khéo dùng phương tiện, để dắt người khỏi bến sông mê. Con nên lo liệu vẹn bề, để mà có sớm trở về Kim Sơn. Ta cúi mình xin dân ý Phật, nguyện ra tay dẫn dắt nhân sanh. Đem lời trong giấc mộng lành, để cho người biết ngọn ngành giả chân. Tuy lời nói trong cơn đang ngủ, nhưng chưa đầy ý tứ diệu màu. Nào là rõ việc kiếm lâu, nào là áo báo sen màu tốt tươi. Nào gậy phép chói ngời ánh sáng, nào gươm linh nhấp nhoáng hào quang. Lại thêm có bát nhã thuyền, có cành lao phép quá gian rất màu. Còn lại có những câu mật chú, trừ loạn tâm trừ thu ác hung. Niệm câu đại lực thần cung, bắn ra tất hiện muôn trùng tên bay. Mỗi mũi mỗi gấm loài ác thu, tuy giản đơn có đủ hiệu năng. Trăm lần trăm trung chắc rằng lời vàng của Phật dạy rắn không lầm. Con nguyện để vào tâm không sót, kể quyết kể ra cho nốt người nghe. Nếu tin thì lánh đường mê, không tin cũng mặc không hề giận ai. Nguyện đem một kiếp này đổ thế, dù tan xương chẳng nể chi thân. Miễn làm cho khắp chúng dân biết theo nẻo chánh lãnh thân đường tà. Phật dùng lấy đó qua màu nhiệm, chuyển hồn con già đêm lấy danh. Ơn này chắc mấy muôn thành, đền cho vạn kiếp lai sanh không rồi. Phật liền tái xóa nơi tủ đánh, bảo rằng con chớ tánh phàm phu. Chữ ân của hạng sĩ phụ, lấy câu nghĩa cả để âu đáp đền. Nếu con giúp cho nên chánh đạo, thì ân này sẽ báo đền xong, có chi đến phải bận lòng như người dương thế rao rong bên ngoài. Đời sắp rút nay mai không đời, con mau lo kêu gọi chúng sanh. Phúc qua là phúc tan tành, việc nay lòng chớ để dành ngày sau. Khi con đến kêu gào ba tánh, gặp trong gai là cảnh rất thường. Lòng nên đầy đủ can cường, đừng lui trước cảnh tai ương. Phúc nào con mạnh tiên giúp vào người tiên, khéo làm cho sớm hiển đạo màu. Bất kỳ con đến nơi đâu luôn trong tầm mắt Phật thấu biết liền. Độ sanh chung khắp miền thế giới, chớ không riêng một khối một nơi. Tùy cơ dầu phải xa vời, đừng buồn trong lúc ly nơi quê nhà. Đi theo chữ Ma Ha Bát Nhã, thân đó đây dày dã chớ nào. Mãn người quý giá giường bao, thân mình chớ quảng ra vào trong gai. Gặp lúc phải thân trai qua gai, cũng nhiều khi giả giải quá chuông. Đủ phương ưng biến chiều luồng, để mà thức được người đương sai lầm. Chớ ngại tiếng thì thầm chế nhau, miệng khai thông cửa đạo đó đây. Cớ nguy sắp đến cận ngày, vậy con cần phải ra tay giúp người. Phật phương tiện dùng nơi bi pháp, gọi hồn con trong lúc đang say. Chỉ rành sự thế này may, cho con biết để gọi ngay người đời. Tu cho kịp cơ trời biến đổi, một đời tu được rồi muôn thu. Bây giờ nếu chẳng chịu tu, sao dầu hối tiếc sự âu muộn màng. Phật liền phóng hào quang chói rực, tay cầm lên một bát nước hoa. Vừa cười vừa xối vào ta, ta liền cúi lại tiếng gà vừa nghe. Mắt liền mở không dè nằm mong, mùi hương còn dư đồng thơm tho. Những lời Phật đã dạy cho, như ra không sót và lo vô cùng. Và từ ấy khắp dùng đây đó, thường đến lui cạn tỏ đạo màu. Nắng mưa nào quản chi đâu, hao hơi tổn sức chẳng câu than phiền. Thế lời Phật cứ khuyên tu mày, miễn cho người hối cải là hơn. Nay vì chưa được thuận cơn, nên ta phải tạm tách chân nước ngoài. Giữa đường bóng chia tay đôi ngà, ngày như đêm lòng giá sống sang. Nhưng đâu là cũng thế gian việc, tu có thể bủa tràn khắp nơi. Không riêng độ một người một chỗ, mà vẫn lo giác ngộ bốn phương. Chống lo đạo mở rộng đường, khắp người thế giới biết nương Phật đài. Ước quê nhà gái trai lớn nhỏ, việc tu hành chớ có lãng sao. Tuy rằng xa cách mặt nhau, nhưng lòng đừng một phút nào chia ly. E việc thế còn nghĩ chưa rõ, cho nên ta đem tỏ chuyện này. Trẻ già nhớ đọc nơi đây, sẽ tưởng mỗi cuộc chuyện xoay thế nào. Khi biết được rồi mau tu tình, đừng kể chi hoàn cảnh lâu mau. Tâm hồn khuya sớm chùi lao, cố làm sạch các điều nào bận nhớ. Dạng bôn cuông chớ ngơ giả độc, tám điều răng là gốc khá dình. Mỗi câu mỗi giống như in, lấy 10 giữ đổi 10 lành ngày đêm. Sự tu tiên càng thêm chớ bớt, biết thương nhau chia sớt ngọt bùi. Dù đời có lắm ngược xuôi, khuyên nam nữ cũng cứ vui tu hành. Ráng chịu khó mới thành được việc, đem thân phàm đổi kiếp thánh tiên. Xin nên xin phát một lòng nguyện, quyết tu hành đến khi thiền mới thôi. Hiện xác ta đang ngồi đất khách, tâm hồn không xa cách quê nhà. Những người kính mộ Phật gia, lúc nào cũng có hồn ta đứng gần. Người trong sạch ta mừng không ngớt, khi nhúc nhớ ta rất lo buồn. Mong người uống nước nhớ nguồn bốn ân, kha đáp cho vuông phận mình. Bớt xa xí để dành tiền bạc, giúp cho người đói khát cần lao. Tiếng thơm và để phước sau, cho con cháu hưởng cho cao hồn mình. Đừng ích kỷ chớ tình khe khách, gặp tai nạn của mất không ơn. Biết xài tiền đúng nghĩa nhân, ấy là người biết sống cơn ly loạn. Bao nhiêu việc tham gian vô lý, chẳng ai ưa nên trị lấy thân. Giữa người đồng đảo xa gần, thứ nhau khi lội nhắc chừng khi mê. Đã lắm việc dụng về vô lối, do người mưu riêng lợi gây ra. Khiến cho miệng thế gần xa, đầy lời kêu ngạo há là không nghe. Việc chi cũng phải dè dặt kỹ, để tránh điều nhục sĩ tông môn. Thiệt tu quy luật phải tôn, giả giờ khi ló đuôi chồn khó coi. Ngày tháng lẻ như thoi như dệt, chẳng bao lâu cái chết đến nơi. Răng treo gương tóc để đời, chớ lưu tiếng xấu cho người cười chê. Sát hại ngoại hồn quê nước tổ, lòng không quên tưởng nhớ trẻ già. Khi nghe việc quấy xảy ra, quên ăn quên ngủ lòng ta như dần. Nay thế sự đã gần bên vách, thân ta còn ở cách phương xa. nghĩ rằng không thể giận già, kết lời Phật dạy viết ra quyển này, để thay mặt cho đây về trước gặp đồng môn trong nước xa gần. Nhớ cầm lên đọc nhiều lần, nghĩa sâu càng kha tách phân kỹ càng, việc đạo lý nên toan liệu gấp. Ngày lẫn đêm tu tập cho cần, bao nhiêu nghiệp dướng vào thân, nhất tâm quyết rửa một lần cho tiêu. Ta còn quên một điều Phật dạy, nếu có người trai gái cõi trần, trước khi đổi vật đổi nhân, chỉ trong một phút không cần chi lâu. Ngồi hoặc đứng cách nào cũng đành, chắp tay và ngó thẳng phương Tây. Lòng không mong việc đó đây, A-di-đà Phật niệm rài một câu. Thì cũng được nạn sầu thoát khổ, nhờ hào quang Phật gọi vào thân. Tiêu ma tiêu các chướng trần, khác nào có úa lửa phần cháy qua. Chỉ một niệm cũng là khỏi nàng, huống chi là niệm đặng dài lâu. Dù cho muôn thảm ngàn sầu, cũng tan mất cả như bầu không trung. Khuyên đồng đạo đôi khắp dùng đây đó, khá ghi lòng chớ có bỏ qua. Nhớ câu nhất cứu Di Đà, bất lão đàn chỉ đau mà Tây phương. Giả lại án âm dương ở thay đổi, trận cuồng phong sẽ thổi nay mai. Nếu không chưa đức sâu dày, khó qua đại nạn trong ngày biến thiên. Thanh sĩ một lời khuyên cùng cuối, hiển thân còn đang gửi nước ngoài. Quê nhà già trẻ gái trai, cũng nên nghe đến đêm ngày lo tu. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật thương chúng không đành ngồi ngo, gọi con vào chỉ rõ nguồn cơn. Sắp ngày đáo hải di sơn, do cơ di dịch tuần quần mà ra. Nhân di vật thiết tha tha thiết, khắp hoàn cầu chém giết lẫn nhau. Thấy nằm giường thể núi cao, mau trôi ngập đất khác nào nước dưng. Cảnh đói khát quỷ thần cũng khiếp, sự oán thù trời đất phải kinh. Có nhiều thứ bệnh phát sinh, lương y đều phải ngồi khoanh mà nhìn. Khổ với thảm muôn nghìn sai tới, dân khắp trong thế giới chịu chung. Lòng người càng lúc càng hung, nạn tai càng nổi khắp cùng chưa thôi. Nạn đến đổi nhà vôi nhà gạch, bị tan ra bụi cát mịt mù. Do lòng người chẳng chịu tu, mới ra lắm cuộc tham sầu đó đây. Việc đã hiện có ngay trước mắt, chớ phải đâu xa sắc khó tri. Tại người không chịu xét suy, hoặc là đã hiểu ngỡ đi không cần. Vậy con ráng khuyên lần chót hết, nếu không tu thì chết cũng ưng. Đành rằng nếu có xác thân, dù ai cũng phải một lần chết đi. Nhưng kẻ chết hồi quy cõi Phật, còn người sau lại thác ra ma. Hoặc là chết được ngợi ca, hoặc là chết để gần xa chê cười. Kẻ chết già người thời chết yêu, hoặc chết êm hoặc chịu chết đau. Có nhiều cách chết khác nhau, cũng nên lựa cách chết nào cho thanh. Chết hồn được siêu sanh cực lạc, chết để đời thường nhắc hiền nhân. Chết cho người nhớ công ơn, chết cho dân chúng thôn lân miếu thờ. Chết vì nước chết cơ phổ đồ, cách chết này không hổ với ai. Nhưng mà lòng Phật hiện nay, muốn cho người sống lâu dài như xưa. Người muôn tuổi cũng chưa tóc bạc, thân tráng cường trí rất thông minh. Trong lòng thường được tự tin, suốt đời chẳng vướng vào mình lỗi chi. Tri được mình còn tri được kẻ, cách ở ăn rành rẽ phân minh. Vừa ngay vừa sạch tấm tình, với thần tiên cũng dám kình chẳng thua. Người chẳng có chanh chua lanh xảo, biết trung trinh hiếu thảo giả thưa. Muốn này chừng được mới vừa, con mau khuyên chúng sớm trưa tu hành. Làm nhân ai lo dành phước đức, Phật sẽ dùng diệu lực đỡ nâng. Đưa cho đến lập đời tân, đi cùng chư Phật được gần ngày đêm. Lập đời mới nhà em nước tình, không nước nào thôn tính nước nào. Cũng đồng ngôn ngữ như nhau, dễ bề thân kết ngoại giao xa gần. Khác ngôn ngữ khác phần tư tưởng, khiến biệt phân phẩm lượng khác nhau. Nước mình là nước phú hào, nước người là nước bào bao bằng cùng. Nước lớn nhỏ sanh lòng chấp trách, khởi lên tâm lôi phách kiêu căng. Gây nên chia rẽ thủ hằn, dắt lần đến chỗ thẳng căng chiến trường. Điều này rất vô lương bất chánh, không lưu tồn đến cảnh đời tân. Vậy con khuyên cả nhân dân, muốn cho thân được sống gần cảnh ni. Phải nhất quyết bỏ đi việc quay, lo làm lành dù phải nát thân. Thác đi chân quả Phật thần, sống thì được hướng đời tân lâu dài. Đời tân với bồng lai tương tự, không có người hung dữ gian phi. Ai ai cũng biết đạo nghề cảnh vui, người đẹp khác gì cõi tiên. sống với tuổi muôn thiên dài dặn, người thường hay bay đặng khắp nơi. Cởi mây xuống đất lên trời, đi đâu cũng được không nơi ngại ngùng. Mày người người được thung dung tự tài, không ai buồn ai hại lẫn ai. Của rơi không kẻ thò tay, nhà không đóng cửa chính ngay đời này. Dù cho kẻ ngu ngây thấy mấy, nghe điều này cũng lấy làm vui. Bỏ đi cái kiếp lằn rồi, ráng tu cho được gặp hồi an cư. Chớ ngồi đợi việc hư đến nước, mới toàn lo khó được toàn thay. Gặp hầm thì cứ leo cây, gặp voi thì cứ chạy quay lòng vòng. Ngồi than mãi ắt không rồi việc, nói không làm đến chết không nên. Ngày giờ mau lẹ như tên, cũng cần tu gấp chớ nên chần chờ. Nếu đợi đến vào lờ chúng quỷ, giảng sự đều hữu hỷ nan phương. Khá tu chứ có xem thường, nay không liệu gấp sao đương không rồi. Vì lòng quá thương người hạ giới, Phật cản lời quấy phải cho tin. Vậy con hôm sớm khá dình, sau khi thức giấc trần tình người nghe. Tin thì tốt dù chê cũng mặc, nói từ bi cứ nhắc nhở luôn. Nói chi cũng chẳng hề buồn, miễn cho đạo mở rộng đường thì hơn. Ráng giúp khắp muôn dân hiện tại, được sống còn đến cái tân quân. Trừ người số định mang phần thiên tàu, bối số khó dần dài thêm. Kẻ nào còn dài niên kỷ màng, ráng giúp cho đổi hạn trường xuân. Bao nhiêu lời đã vừa phân con, nên in trí chớ cơn nào rời. Ta liền cúi dâng lời vàng ngọc, hẹn từ đây chi dốc tu hành. Làm cho rồi phận chim xanh, gieo điềm cho khắp dân lành gần xa. Nuôi cao lớn vẫn là mòn lờ, lòng kéo sơn không thở não rời. Làm cho tỉnh thức người đời, làm cho cửa đảo chói ngời giường châu. Nguyện vào trận mưa dầu nắng lửa, cứu người cho đến thuở cuối cùng. Gương lành cùng Phật nêu chung, thì là mới được toại ứng lòng nguyện. Cuối xin Phật chứng minh cho trẻ, và đổ dùm khi rẽ xuống trần. Vì rằng chỉ có một thân tả, song hữu độc lắm phần khó khăn. Có khác nào đường tăng tam tàng, gặp yêu ma ngăn cản đẩy đường. Không nhờ có Phật Tây phương, làm sao giải nạn trên đường thỉnh kinh. Vậy trước đây con xin với Phật, nhận thân này làm vật cúng dường. Đem về đến cõi Tây phương, làm người hầu hạ bên giường từ bi. Phật rằng đáng nên ghi tâm nguyện, Phật cùng con chẳng diện cách nhau. Lúc nào đến những lúc nào cũng là vẫn được hiệp nhau một đường. Đây là một dây cương mã trì, thắng được con ngựa y bất thường. Phật cho con khéo cầm cương, trong khi bốn tẩu trên đường độ tha. Khi ngựa gặp phép tà cuông gió, nhờ cương này thắng nó dễ dàng. Dù cho vượt bể đăng sang, dùng cương mã trị tất an nơi lòng. Con khéo giữ kẻo hồng bị trộm, mất đi rồi sẽ khôn dài lâu. Khó về đến chốn Kim Lâu, để mà cùng Phật chúng bầu hư vô. Ta liền niệm Nam Mô Tam Phật, chứng cho con lãnh vật bảo này. Trong khi dạo khắp Đông Tây, dùng cương mã trị phá khai núi rừng. Muốn đi tất nhẹ chân đi tới, muốn dừng không ngại lối trong gai. Màu thai thật rất màu thai, trong khi buồn ngủ gặp rài chiếu manh. Có phải chẳng xưa dành lâm hành, nay khiến ta được lãnh cương này. Riêng ta nhẹ góp truông mây, khắp người cũng được hưởng lấy sự màu. Bạc bài há dễ đâu mua được, vàng mười không thể chuộc cho ra. Nhiếp cầu đến hội long qua, nấc thang leo tới chính tòa Kim Liên. Chúng sanh sẽ toại nguyền kỳ chót, hoặc về thần về Phật về tiên. Lành duyên thật rất lành duyên, ai nghe đến chẳng lòng liền phát tâm. Phật cất giọng thâm trầm liền bao, được như lời ước hảo của con. Nghiệp mê sẽ được tiêu mòn, lửa bình tai khổ hết còn phát sanh. Ai cũng được hiền lành tất cả, cõi trần sớm qua ra tiên. Đâu mang ly kiếp khổ phiền, cũng không sống cuộc đảo điên lâu dài. Vậy con phải gọi ngài ba tánh, được một người phúc hạnh một người. Cuối cùng nếu chẳng nghe lời mạng, đành theo cuộc đổi dời biết sao. Việc cũng chẳng còn bao lâu nữa, biết lo xa mau sửa tốt hơn. Mở lòng làm phước làm nhân, sớm chiều cầu nguyện Phật thần độ cho. Có lòng thành khói lo Phật bò, người đành quên Phật có quên ai. Phật liền đứng dậy xòe tay, trong tay ánh sáng xẹt ngay tức thời. Sáng hơn ánh mặt trời mấy bực, mát dịu không nóng bức chút nào. Phật rằng nơi cõi trần lao, hiền nhân khi bị lâm vào nạn tai. Ánh sáng này liền bay tới chầu, cứu cho người nạn khổ được qua. Dù người nát thịt tan da, cũng lành mạnh lại như là khi xưa. Phật thường dùng thần cớ di diệu, kẻ khỏi nàng khi hiểu không khi không. Điện thường còn khó được trong huống là điện Phật dễ hồng thấy ư. Ánh sáng này năng trừ tà quay, trong những khi hãm hại hiền nhân. Chúng sanh từng được hộ thân, nhưng đâu mấy kẻ nào từng biết ra. Ngài lập hội long qua tại thế, ánh sáng này dành để cứu dân. Cứu qua cơn lửa bão tận, cứu khi chuyển động âm thần khắp nơi. Hiền nhân chưa dứt lời khấn nguyện, ánh sáng này liền đến bên thân. Lẽ không sức lẽ nào hơn chỉ, trong nháy mắt xa gần tới nơi. Phật cho con hiểu đời sắp biên, để tiện bời nhủ khuyên đó đây. Phật liền tay chỉ vào cây, thân cây bỗng hiện rõ nay viết trần. Nào nước dưng, nào thân người chết, nào bệnh căn, nào phép yêu ma. Nào là sâu bách hùm tha, nào là giặc giả cửa nhà tan quang. Nào bom phá nổ vang trời đất, nào lửa hồng cháy lốp khắp cùng. Kẻ thì ôm chiếu ôm mùng bồng, con bê cái có đùm có đeo. Con đói khát khóc kêu đòi bừa, mẹ túng cùng thắt cổ chết đi. Cũng còn lại có nhiều khi, mẹ cha nở dạ ăn thì thịt con. Kẻ đã chết người còn thoi thóp, đến các loài gia súc không còn. Ăn luôn củ chuối củ thơm, cành cây bụi cỏ không còn lá đeo. Lũ ruồi lằn đánh theo hơi thui, bay đầy đồng đầy bụi kêu reo. Nào thấy trôi tấp như bèo, kênh kênh quả quả ó diều mổ ăn. Núi nổ đá xoải văng chồng đông, đất liền khi không bỗng nứt ra. Tự nhiên chôn sống người ta, tay đầy những tiếng khóc la kêu cầu. Nạn ách đến thần sầu quỷ khóc, từ những nơi hang hốc đâu đâu. Nơi nào cũng có thảm sầu, nơi nào thần chết cũng bâu kéo vào. Ta vừa ngó vừa lau nước mắt, nếu như vậy nhân vật còn chi. Cúi xin lượng cả từ bi, ra tay độ chúng qua khi tai nạn. Phật rằng hiện con đang xem đó, đến ngày kia sẽ có giống y. Đó là cuối hạ quân kỳ, cũng kêu là đại hội thi tại trần. Qua lúc ấy đời Tân thành lập, lão ấu đồng hát khúc thanh bình. An nhàn nước trị người minh, thân không bệnh hoạn dân tình sống lâu. Cảnh này kẻ hung đâu được gặp, toàn là người hiền đức tốt tươi. Nếu ai muốn được coi đời, cũng nên ăn ở theo lời kệ kinh. Kính Tam Bảo lo gìn ngũ giới, ăn tứ trai thường lại bốn phương. Một lòng cái ác Tùng Lương lo bề hiu tử vịnh đường Phật nhi, nhịn được việc quấy gì khó nhìn. Làm được điều chân chánh khó làm, việc hiền thì rất thích ham, điều hung thì giả chẳng làm chi vui. Thấy việc thiện như hồi khát nước, nghe điều hung như lúc điếc tai. Biết mình có lỗi sửa ngay, thấy người hữu đức hữu tài học theo. Thực hành được mấy điều đã nói, sẽ đáng người sống nỗi đời sau. Vậy con kiếp kiếp mau mau, ra đi khắp chốn kêu gào người tu. Ta cúi đầu dâng câu chỉ phán, Phật cho con thấy đặng sự đời. Con xin kể lại cho người, mãi ra người có tin hồi được chăng? Sự mầu nhiệm không ngần khó tỏ, không chịu tu biết thuở nào tu. Nay con như kẻ đã mù, Phật cho ngó thấy còn đâu vui bằng. Thấy nẻo khổ thấy đàn khoái lạc, cảnh giá cùng cảnh thật xem qua. Rõ ràng nơi cảnh ta bà, vừa tanh hôi cũng vừa là khổ đau. Tuổi sông ngắn còn bao nạn ách, người ở ăn tanh cách tham gian. Không ai trọn hưởng thanh nhàn, nếu càng lanh sớm là càng rảnh thân. Phật rằng đúng như con đã nói, người sớm tu sớm toại tâm thân. Xuống lên nơi cõi hồng trần, chịu đường sanh tử chịu phần khổ lao. Bị làng sống nghèo giàu lôi cuốn, bắt đấu tranh bắt muốn hơn thua. Lợi danh lo ban lo mua, ái tình lo hốt lo vụa giàu thân. Đi cặp với tâm trần ham hố, nào ưu sầu tay khổ muôn trùng. Mạng căng như đóa phù dung muốn ham, chưa thỏa kế chung vào hồn. Nếu để mắt mà nôm đích xác, công giả tràn xe cát biển đông. Của tiền nhiều lấp cạn sông, người yêu đứng lớp cả đồng cũng thôi. Uổng công đổ mồ hôi nước mắt, vào tình yêu vào các lợi danh. Chỉ gây lấy tội vào mình, thân không trường hưởng hồn linh đọa đài. Chỉ bằng lấy những ngày trụy lạc, lo tìm đường giải thoát trần ai. Đem đời ngắn đổi kiếp dài, đó là biết dũng trí tài phải nơi. Kẻ thông minh hoặc người ngu dốt, cũng nên tu lần chót này đây. Để xem được hội rồng mây, và trong cho biết phép tài thần tiên. Kẻo bấy lâu nghe truyền lời miệng, mắt chưa trong thật chuyện nhiệm màu. Việc chưa tới bảo rằng lâu tới rồi, như xét ngang đầu khó toan. Vậy con nhớ khuyên hàng thiện tín, rằng Phật không lời phỉnh ai đâu. Hãy mau cải hối quậy đầu, trễ qua cơ hội dễ đâu kiếm tìm. Việc hiếm có cổ kim khó gặp, gặp được nhờ cùng Phật hữu duyên. tục phạm được quá thánh tiên, chúng sanh về Phật cùng nguyên hội này. Rớt hố thẳm được dây bìm săn, rơi sông sâu dơ đặng khúc phao. Ấy là hạnh phúc vườn bao, ha không quan hỷ bước vào Phật môn. Được người mến được hồn siêu rồi, gia quý cao gấp bội của tiền. Một người đạo quả đắc thiền, lại còn cứu được cứu ở quyền siêu thân. Đó chẳng khác như thuyền một chiếc, chở được nhiều người vượt qua sông. Phải là lợi ích lớn không, chẳng lo tu niệm con hồng việc chi. Thương qua đổi mới di cơ mật, khắp thế gian nên thức cơn mê. Này con trong cái ao quê, có nhiều quả bóng ủ ê mặt mày. Nguyên nhân bởi gái trai trong đầu, tu nửa chừng dội tháo lơi ra. Nếu không sớm sửa lòng tà qua, sào đến rủi thì là hết trong. Nếu ai có được lòng quan ai, khi xem qua đều phải châu rơi. Ước sao sớm thức được người để qua, trở lại tốt tươi như thường. Phật liền chỉ vào phương gần đó, bảo rằng con nên ngó xem qua. Đúng như sự thật chẳng là hay, lời Phật nói sai ngoa với đời. Trông thấy qua nghe lời bi thiết, khiến lòng ta chi xiết ngậm ngùi. Hoa tươi xem thấy rất vui, hoa xào càng ngấm lòng ôi càng buồn. Cây đã khô cây đương xào ua, cũng có hoa nở rồi ngưng. Đúng như lời Phật đã phân, có nhiều thiện tính tinh thần đang lui. Bỗng nhiên ta nghẹn lời xá lệ, một hồi lâu không kể ra lời. Phật rằng dân vật thành thời, dễ làm cho khắp mọi người say mê. Cùng kẻ quấy theo về một lối, nếu tu hành bước thối ra xa. Đã rơi lầm kẻ yêu ma đáng thương, nên thương tiếc biết là giường bao. Kẻ đang lầm dễ nào đánh thức, bởi họ tin rằng thật 100%. Họ ngơ lãng việc thánh thần, chỉ lo thật tài cho thân đủ đầy. Phật thương xót kẻ này vô hạn, họ khác nào mắt sáng kéo mây. Tự làm cho tri ngất ngây, chánh đường nỡ bỏ lại quay đường tà. Hạng này chẳng phải là một kẻ, mà đã đang rất có nhiều người. Chỉ là một nhỏ mực thôi, nhưng mà có thể lan trôi ra nhiều. Họ là kẻ đem nêu gương sâu, cho nhiều người tùng dấu đi sai. Vậy con cũng khá mau tay ra, công chẳng lại bớt lấy phần nào. Tuy rằng hoa đang xào đang ua, nếu ăn nắng hoa nở trở nên tươi. Như khi dầu thấm tim rồi, ngọn đèn sẽ được lửa khơi mạnh liền. Tâm giới qua căn nguyên vốn một, qua cùng tâm khí cốt tương ưng. Xem qua rõ biết tinh thần đang cơn hăng hái hoặc cơn thụt lùi. Con còn bắt sụp sùi cảm động, huống Phật càng bi thống dường bao. Bị xa đọa một người nào, lòng buồn hơn kẻ trần lao thất tình. Nay gần lúc giáng sinh trời đất, càng xót thương chúng mất thiện tâm. Đời này để bị nịch trầm kiếp sao, đọa chốn u thâm muôn đời. Ra tro bụi ra nơi cây cò, trong bụng lầy hoặc chỗ nhuốc nhơ. Ở trong thế giới mù mờ khổ sầu hơn từ bao giờ đã mang. Chúng không thấy trước đàn nguy hiểm, nên cứ vui ô nhiễm hồng trần. Thấy người sắp bị xa chân, lòng từ mau đến dắt lần cho ra. Vậy con khá nhớ qua lời Phật, đi đó đây gọi thức chúng sanh. Không phân cấp bậc giới ranh Bắc Nam đâu, cũng chỉ rành việc tu. Người đồng loại khuyên câu nhất thầy, kẻ khác nòi giải lẽ tương thân. Giàu sang nên giúp cơ bằng quan liêu, khéo xử cho dân được nhờ. Chớ mưu việc đầu cơ hối lộ, đừng sanh tâm lan hổ hại người. Sự phận ngay ngăn tốt tươi, đáp lời dịu ngọt khi người hỏi han. Kẻ học thức giúp hàng ngu dốt, đừng buông lời cười cợt mỉa mai. Những người tuy đã lầm sai, có lời xin lỗi thứ ngay cho người. Ăn ở đúng theo lời hiền thanh, xét mình rồi xét hạnh của người. Xấu xa cùng việc tốt tươi, cả hai đều đáng cho nơi học hành. Tốt tươi thì lưu tình bắt chước, xấu xa thì biết trước lánh đi. Trên đời bất luận việc chi, cũng đều lợi ích nếu suy xét rành. Khéo dụng sự như anh thợ mộc, cây dài ngay đều được dùng xong. Tức là chuyến tội nên công, đổi điều quả trở phước hồng như chơi. Phật liền chỉ vào nơi Vô Đa, hiện ra thuyền bát nhã lớn lao. Hào quang chiếu rực rỡ màu, nhưng không có đáy thêm vào không mui. Phật rằng thuyền ngược xuôi trên nước, vẫn không chìm và được chạy mau. Thuyền này chừng đến ngày sau, trong khi sấm nổ nước trào dâng lên. Nó sẽ chạy khắp trên các nước, để vớt người nhân đức hữu duyên. Đem về giữ hội qua liên, khỏi nơi khổ não xa miền trầm luân. Kẻ bảo ác sát thân trọng trượt, kéo lên thuyền cũng tuột chìm đi. Bởi thuyền do sức quyền vi của chữ Phật tạo cứu nguy người lành. Phật liền chỉ vào cành bửu thọ, bỗng hiện ra tỷ hoa thần lung. Rất nên đẹp đẽ hình dung hào quang ngũ sắc chói cùng khắp nơi. Phật rạng chừng cả trời lửa cháy, nó nuôi ra cho sắc chảy thành bùng. Tức thời tùy quả thần lung hiện ra to lớn bao trùm hiền nhân. Khỏi thiêu xác trong rừng lửa đỏ, mát mẻ như hương gió mùa thu. Những người bảo ác không tu, đứng ngoài lòng phép dễ đâu được vào. Khắp bốn phía lửa ào phủ sát, thân tiêu ra cho mạc tức thì. Phật dụ lòng rất từ bi, cũng không thể cứu vô nghị bất lương. Khi nghiệp đến không phương đào tàu, luật trả dạy khó dấu dung ai. Vậy con khéo dụng lời ngài để khuyên ba tánh khéo dày không tu. Lời Phật chẳng sai đâu chớ ngài, đời sắp tàn giải đại sao xong. Khá đem vàng nén bạc đồng, làm điều nhân ái trừ sống tai nạn. Kẻ bo đeo mang tiền của, chỉ hại thân đâu có ích chi. Những phường trộm cướp gian phi bức cường, lấy hết rồi thì tay không. Ân chẳng có mang lòng ích kỷ, thác sẽ làm ngã quỷ tanh hôi. Phải chăng là việc ngu đồi vật không giữ được, cứ ngồi bo. Vậy con khá bảo cho đời biết, lo tu mau kẻo việc không rồi. Tới đời đất hỡi trời ôi, đông tây nam bắc ôi thôi tưng bừng. Vật già lớn chưa từng ngó thấy, chúng dùng nhiều khi giới kinh thiên. Làm cho đất động trời nghiêng, sanh linh chết chóc muôn thiên khó lường. Thầy lấp giáp Bình Dương biển lớn, máu trôi đầy khắp chốn cùng nơi. Còn chi mạng số người đời, nếu không chưởng phước khó ngồi thế gian. Phật thấy rõ mỗi đàn hư thiệt, nên dùng lời chỉ quyết chúng sanh. Khá tin để sớm tu hành, cứu thân và được đổ lành mẹ cha. Việc sắp cuối ngâm ngã sao kịp, phải quyết tâm thi thiết liền khi. Một lòng nôi chí từ bi, số đùa tất cả những gì bất lương. Nguyện một kiếp Tây phương đến chung, phá chư ma trừ hỗn loạn tâm. Quyết không chịu kiếp luân trầm, dầu sao cũng quyết lối âm giữa kề. Đã rõ biết sự mê là khổ, nên phải lo giác ngộ chân tâm. lấp bằng các hố sai lầm, để cho kẻ mến người tầm học theo. Chớ để già ôm đeo việc ác, khiến mọi người bài bác khinh khi. Gia danh hiện chẳng còn gì, chết rồi hồn chịu lắm khi đọa đài. Đầu thai cõi trần ái đau khổ, chịu ngu khờ ở chỗ cơ nguy. Từ sanh cho đến chết đi, không ngày nào được hưởng gì sướng vui. Sống trong cảnh nặc mùi thảm khổ, khiến lắm người phúng nhổ gốm ghê. Chúng sanh vì quá còn mê, chỉ lo hiện tại quên bề vị lai. Nay sung sướng ngày mai khổ nào, mỗi oan khiến nghiệp bao không lầm. Một giây phải trả thiên trăm, cũng là tự đắc cho rằng khôn ngoan. Phật trông rõ mọi đàn chân già, rất xót thương lòng giả người mê. Làm hung tuy hiện vinh quê, nhưng sau này chịu trăm bề gian lao. Sự khổ nhục khác nào dòi tựa, ăn bám đồ kẻ mưa người chê. Càng nhìn vào cõi trần mê, lòng càng quặn thắt không hề thấy vui. Bởi thương chúng đang vùi bụi cát, lòng từ bi rào rạc lo âu. Cho nên mới dùng phép màu, gọi con về có dạy câu tu hành. Chỉ cho biết ngọn ngành thời sự, lành ra sao còn giữ ra sao. Cho con hiểu rõ âm hao, để khi thức giấc kêu gào chúng sanh. Nếu trễ ắt tan tành tất cả, cơ biến thiên sự đã định rồi. Chỉ trong một phút một hồi, năm châu nhân loại thân ngồi không yên. Ráng niệm Phật ráng hiền tâm tình, ngày hai thời cuối kính bốn phương. Đến chừng có đại họa ương, sẽ nhờ từ lực khỏi đường thiết tha. Phật chẳng nói sai ngoa khá liều, liệu cho thân khỏi chịu lao lung. Đừng chờ đến tiếng nổ đùng pháo kia, ra xác còn dùng được đâu. Sao rốt hết trong bầu thế giới, có thứ ma tên gọi thọ khâu. Ở trong quả đất từ lâu, chừng ni nó mới bắt đầu thêm quay. Nó có khép biển loài biển vật, tánh thường hay đô tật khắp người. Gặp ai trẻ đẹp tốt tươi, nó làm xấu xí ra người già nua. Gặp kẻ mạnh nó đùa cho yêu, gặp tráng cường bắt chịu ốm đau. Thấy người yêu mến lẫn nhau, nó làm chia rẽ héo xào đôi nơi. Nó khiến gần những người mình chán, nó bắt xa những hạng mình ưa. Nó làm trái ngược gió mưa, gây nhiều bệnh tật không chừa một ai. Việc sắp thành nó gây cho bài, đang mừng vui nó hãy buồn rầu. Khi người đang muốn sống lâu, nó làm chết yếu để sầu thân nhân. Khiến quan trở làm dân thất lập, tướng hoàng binh chịu nhục suốt đời. Khiến người giàu trở tả tới, hai người nghèo đến thở hơi cuối cùng. Nó khiến nhớ việc không đáng nhớ, nó xui quên việc có thể quên. Vật nào có xác có tên, nó làm cho khó vững bền dài lâu. Ai lại chẳng âu sầu vì nó không hề chừa bỏ một ai. Còn mê xác chất thúi khay, còn lòng mến tục, còn ngày nó theo. Nay nhầm lúc nạn eo khắp chầu, nó lại càng tăng độ hoành hành. Nó vào trong xác chúng sanh đục mòn cho đến tan tành ruột gan. Không riêng kẻ thế gian bị nó, đến như loài săn cỏ côn trùng cũng đều bị nó hành hung, làm cho khô heo ngắn ngùng số căn. Nó độc ác vô ngần khó kể, quyết làm cho cõi thế không người. Nó gây lắm cuộc đổi dời, từ nơi thể xác đến nơi tâm hồn. Đời bị nó thêm dồn lắm khổ, chỗ có người nó có nó vạn lai. Bom hơi súng điện tàu bay, không trừ được nó chỉ quay hại người. Ma này kêu trời ơi đất già, nó có tài biên quá lẻ làng. Quá người để hại thế gian, vào trong tâm chúng xuôi đàn sầu ưu. Người càng dùng xảo mưu trong nó, càng hại thân chớ có thắng qua. Chỉ phương nhất niệm Di Đà, niệm cho đến Phật tái xoa đầu dạo đầu. Mùi uế trượt khắp châu thân mất, có hào quang phủ khắp cả mình. Tức là khiến nó hại kinh gian ra, không dám đến rình bên thân. Trừ được nó chắc phần đắc đạo, sẽ thắng luôn tà giáo chư ma. Được vào tấn hối long qua, hết già qua trẻ vốn là nơi đây. Nước đã trải nhiều ngày bẩn đục, cô lóng hoài rốt cuộc cũng trong. Quen lâu thoái xấu mặt lòng, quyết tâm trừ mãi ác xong. Có ngày đã biết rối mau tay gỡ rối, không sớm thì muộn mối cùng xuông. Nghiệp trần giai tạo luồn tuôn, khéo chừa trả sẽ trọn vuông ngày nào. Trước không tin để sao khó liều, ngày cứ đi khó kéo ngược dòng. Cuộc đời nào khắc phao bông, cháy lên chốc lát rồi hồng tắt đi. Cảnh giả tạm có gì đang mênh, hãy mau tu kịp đến hội lành. Nay không lanh trượt tìm thanh ác, không còn dịp để mình hồi tâm. Phật e chúng xa lầm đường khổ, nên xưa nay dạy dỗ không ngừng. Nào cơ chữa trị bệnh nhân, nào là mượn lấy xác trần giáo khuyên. kể trên không diệu quyền trong nước, dắt hồn linh trong cuộc mộng du, có nhiều phương tiện dạy tu hằng hà, không thể đếm tu cho cùng. Vậy con cũng khéo dùng phương tiện, để dắt người khỏi bến sông mê. Con nên lo liệu vẹn bề, để mà có sớm trở về Kim Sơn. Ta cúi mình xin dân ý Phật, nguyện ra tay dẫn dắt nhân sanh, đem lời trong giấc mộng lành để cho người biết ngọn ngành.